Ở video này thì tôi sẽ tư vấn cho các bạn cây thuốc nam điều trị chứng suy nhược cơ thể, hoa mắt, chóng mặt, tê chân tay và một số cây thuốc nam có tác dụng bồi bổ và tăng cường sức khỏe cho mọi người. Bạn Nam ở Bình Phước có gửi câu hỏi như sau. Cho em hỏi là người em thường rất là hay mệt mỏi, uể oải, thở dài hay phải hít hơi thật sâu để lấy hơi, hụt hơi. Trong người thường hay buồn bực, không muốn làm gì. Ngồi chồm hổm một hồi thì bị tê cứng chân tay, đứng lên thì bị hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu. Đầu em cứ nặng nề kiểu gì em không hiểu. Em đi khám mấy bệnh viện ở Sài Gòn thì vẫn không phát hiện em bị bệnh gì. Em bị táo bón 5 ngày mới đi vệ sinh được. Có khi mất ngủ, có khi ngủ rất là sâu. Thường ngủ nhiều vào buổi trưa. Ăn uống lúc được, lúc không. Hồi trước thì em bị phong thấp và em có đi bệnh viện mổ hạch nách và hết ra mồ hôi ở tay nhưng ở chân vẫn còn. Cho em hỏi là tình trạng của em là có phải là bị khí huyết thấp hay không? Em phải uống cây thuốc gì để được sức khỏe tốt? Em xin cảm ơn. Chào bạn, những biểu hiện bệnh mà bạn vừa kể ở trên là những triệu chứng của bệnh thiếu máu. Trong trường hợp này thì chúng tôi khuyên bạn nên ăn uống đủ chất, rèn luyện thể dục thể thao đều đặn. Do sức khỏe của mình chưa tốt nên thời gian đầu bạn cần tập những bài tập nhẹ, sau đó thì tăng dần cường độ lên. Đồng thời thì nên bổ sung những chất sắt bằng cách sử dụng viên uống sắt ở các tiệm thuốc Tây có bán. Ngoài ra thì bạn cũng nên sử dụng thêm một số vị thuốc có chức năng bồi bổ tăng cường chức năng tiêu hóa như là rễ cây mật dân, củ hà thủ ô, củ bạch truật, củ hoàng tinh, sắc nước uống hàng ngày thì sẽ có tác dụng rất là tốt cho bệnh của bạn. Đồng thời thì khuyên bạn nên trong quá trình sinh hoạt hàng ngày, bạn cũng nên duy trì chế độ sinh hoạt thật là đều đặn, không thức khuya và làm việc quá sức. Chúng tôi tin chắc rằng với những phương pháp vừa giới thiệu cho bạn thì sẽ giúp cải thiện một phần nào đó tình trạng sức khỏe của bạn hiện tại. Thân chào ạ.